Dạ vâng, xin kính chào tất cả anh em và các bác trên khắp mọi miền Tổ quốc đã tiếp tục truy cập vào kênh YouTube của Minh Nhật Audio, chuyên cung cấp phụ kiện âm thanh cao cấp. Thì trong cái video ngày hôm nay thì em cũng muốn lên cho anh em gọi là hai cái cặp loa chép của Pioneer. Hai cặp này thì rất nhiều anh em đã tin tưởng lựa chọn để anh em bổ sung vào những cái dàn nghe nhạc. Đấy thì tiện hôm nay cũng lên luôn cho một bác khách có hỏi em là em ơi em có cái con chép nào mà nghe nhạc mà nó không bị chói không? Đấy, thì hôm nay lên luôn cho anh em hai cái mẫu loa chép. Hai cái mẫu loa chép này thì một là mẫu đom lụa. Đấy, rất nhiều anh em đã biết rồi đấy ạ. Đấy, mẫu đom lụa này thì nó cực kỳ tí tách. Đấy, mẫu thứ hai là mẫu loa chép giấy. Đấy, chỉ có hai mẫu này là hai cái mẫu loa chép mà lúc nào anh em cũng ưng ý, nghe phát là ưng luôn vì cái độ tơi nhuyễn và cái độ tí tách của nó. Đấy, thì hôm nay em cũng muốn test luôn cho anh em và các bác. Test và sẽ đo chi tiết luôn cho anh em và các bác. Đây là hai cái mẫu gọi là rất được anh em lựa chọn để về anh em thay thế. Đấy, thay thế vào thùng loa hay là về để anh em phối ghép vào những cái dàn nghe nhạc. Đấy, hai con này là hai con nghe nhạc thuần túy luôn. Đấy, trên tay em đang là một cái mẫu loa chép của Pioneer P03. Đấy, P03 V2. Con này là một dòng chép đom lụa nhé. Đấy, anh em thử nhìn. Đấy, nó có một cái núm đom lụa ở đây và đằng sau của nó thì được bọc khử từ này. Đấy, bọc khử từ một cái lớp khử từ không lộ lâm châm. Đấy, bên trong này nó có lâm châm đấy ạ, nhưng mà nó được bọc một cái lớp khử từ. Đấy, anh em thì nhìn. Đây, con này mua đây sản phẩm là Pioneer P03 V2. Đấy, con này thì công suất là 100W. Đấy, trở kháng là 8 ohm và độ nhạy là 91 dB. Anh em thể nhìn. Đó. Con này củ rời của nó thì hiện tại bên em đang bán với giá là 480.000 đồng. Đấy. Đấy, tiện đo luôn cho anh em cái thông số để về anh em có thể thay thế vào những cái con loa ở nhà đang bị hỏng hoặc đang bị cháy. Đấy, con này thì đường kính là 10 cm, hình tròn anh em bác nhé. Đường kính tất cả cả vành là 10 cm. Đấy, đo chi tiết luôn cho anh em bác. Đấy, tiếp theo là con chép giấy. Anh em thể nhìn, nó rất khác biệt so với những con giấy chép giấy khác. Anh em nhìn con này không hề có râu. Đấy, râu nó ở bên trong hết. Được chưa ạ? Con này đặc biệt hơn, con này là từ kép anh em bác nhé. Từ kép luôn. Đấy, hai từ. Đấy, mua đây sản phẩm con này là P9TV kép. Đấy, cũng là của Pioneer. Con này là 100W. Độ nhạy là 91 dB và trở kháng là 8 ohm, rất dễ phối ghép luôn. Đây em thể nhìn P9TW. Đấy, series này. Đấy, Super chép Volca. Ủa từ cực kỳ đẹp luôn. Đấy, đo luôn cho anh em về thông số để về anh em có thể thay thế. Hai cái mẫu này thì vừa anh em vừa có thể thay thế được. Con này thì đường kính cả vành là đây 9,5 cm em bác nhá. 9,5 cm. Nếu mà đo cả vành của nó sát ra thì nó được chỉ tầm 9,8. Đấy, còn đo đường kính bắt ốc của nó thì là 9,5. Đấy. Đây, tầm quá xịn luôn đúng không ạ? Đấy thì mời anh em thưởng thức từng con một. Đấy, khi anh em mua, đấy, tiện em xin báo giá luôn con chép giấy này nhá. Con chép giấy này thì có mức giá là 500.000 cho một đôi. Đấy, đắt hơn con chép đom 20.000. Con này thì có mức giá là 480.000, còn con chép giấy này có mức giá là 500.000 cho một đôi. Giá chưa bao gồm phí vận chuyển nhé. Đấy. À, thì khi anh em mua thì em sẽ tặng kèm cho anh những cặp tụ như này. Khi anh em mua củ rời đấy, em sẽ tặng kèm tụ cho anh em. Đấy thì mời anh em bây giờ thưởng thức chất âm của hai cặp chép chép giấy và chép Pioneer. Đấy, bây giờ em sẽ test cặp chép giấy trước nhé. Đó. Thì đã anh em đang được nghe cặp chép giấy này. Nó tơi nhuyễn, nó nhẹ nhàng, nó sạch sẽ. Lóc cóc tí tách. Con này thì đã được bên em lắp phân tần. Đó. Đó, vừa xong là một đoạn test ngắn em gửi đến cho anh em bác qua một cặp chép giấy. Đấy, tiếp theo là đến cặp chép đom lụa nhé. Ok, mời anh em thưởng thức.
vẫn là đoạn nhạc đấy, vẫn là mức độ âm lượng đấy. Đấy, mời anh em thưởng thức chất âm. Đó, vừa xong là đoạn test ngắn của cặp Đom Lụa anh bác nhá. Đấy, hai cặp này thì nó quá là hay để mà bổ sung vào cái dàn nghe nhạc thì miễn bàn luôn. Anh em ví dụ anh em đang chơi một cái dàn Pioneer, anh em chuyên nghe nhạc bolero, nhạc trữ tình thì hai cái mẫu loa chép, tiếp giấy và chép Đom Lụa này thì quá là hay luôn. Đấy, vừa tơ nhuyễn tí tách. Đấy, tiện em xin báo giá luôn cho anh em bác. Đấy, một cặp chép giấy của Pioneer có mức giá là 700.000 đồng. Đấy, thêm cả phân tần anh bác nhé. Đó. Đấy, 700.000 đồng cho một đôi chép giấy. Một đôi là gồm hai chiếc anh bác nhé. Đấy, lắp phân tần như này thì lên thêm cho em 200.000 nữa. Đấy, đây một cặp phân tần đây. Còn cặp Đom Lụa thì có mức giá là 680.000 đồng anh bác nhé. 680.000 đồng cho một đôi. Con này cũng được lắp sẵn phân tần, anh em thể nhìn. Đấy, trong phân tần thì nó đã bao gồm mà tụ và trở trở này và cuộn cảm, anh em thể nhìn. Đó. Nó sẽ bảo vệ cho con chép của anh em nó tốt hơn và nghe nó sẽ sạch sẽ chi tiết hơn rất là nhiều khi em qua một cái mạch phân tần. Đấy. 700.000 đồng cho một cặp chép giấy và 680.000 đồng cho một cặp Đom Lụa. Đấy. 480.000 đồng cho một cặp củ rời Đom Lụa và 500.000 đồng cho một cặp chép giấy. Đấy. Em quan tâm thì cứ liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại ở ngay dưới màn hình em bác nhé. Minh Nhật Audio và kèm theo số điện thoại anh cần mua cặp chép giấy hoặc anh cần mua cặp chép Đom Lụa này là em sẽ gửi đúng hàng, đúng sản phẩm của anh em đặt lựa chọn và bên em sẽ test trước khi đấy và anh em có thể nhận hàng, kiểm tra hàng, đúng hàng, chuẩn hàng thì thanh toán cho em. Em có ship CD toàn quốc. Đấy, các bác cứ mở ra kiểm tra, cứ đúng hàng thì thanh toán cho em nhé. Cảm ơn anh em và các bác đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại tất cả anh em và các bác trong các video tiếp theo.